Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mặt các bạn ở đây là một cặp loa siêu chép của JBL. Vừa rồi mình có để cho cái tiếng nhạc của nó khi mà nó không có tiếng chép đó, và sau đó là mình chuyển sang một cái kênh có cùng với tiếng chép nữa để các bạn nghe thấy cái tiếng chép khi mà nó hòa quyện vào cái dàn âm thanh đó. Thì bây giờ mình sẽ mở to lên để cho các bạn cảm thụ âm thanh lại một lần nữa nhé. Đây là âm thanh của dàn karaoke nhà các bạn khi chưa có tiếng chép. Bây giờ mình sẽ bổ sung tiếng chép vào cho các bạn này. Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái dàn âm thanh karaoke hoặc là cái dàn âm thanh nghe nhạc của các bạn ở nhà ấy, thì cái việc mà mình bổ sung thêm tiếng chép rời của nó rất là hiệu quả nha các bạn. Ngoài cái việc mà tiếng chép của mình đã có sẵn ở trên cái dàn âm thanh rồi đó, nhưng khi mình chưa cho thêm tiếng chép rời bổ sung thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, chưa thấy phát huy cái tác dụng của nó đó. Tiếng chép theo những cái dàn âm thanh, ví dụ như là cái cặp loa Buxell của mình đây, bình thường nghe nhạc cũng đã khá là ok rồi đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta ấy, bổ sung thêm cái loa chép rời như thế này đấy, các bạn sẽ cảm thấy là cái âm thanh của nó khác biệt đúng không ạ? Đấy, bây giờ em thử lại nhá. Đó, và nghe tiếng chép không, nó nảy, nó sáng, nó mịn đấy, như tiếng xì 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 nó nghe nó rất là hay, nhuyễn bén đó. Đấy là chính là lý do mà chúng ta thấy rằng là cái tác dụng của cái việc mà mình lắp thêm một con loa chép rời cho cái dàn âm thanh của mình đó. Thì thưa các bạn, là ở đây là mình có phối ghép cái dàn âm thanh này với một con loa siêu chép nha các bạn nhé, Super Chép Vocal. Đấy, mình lấy nét cho các bạn này. Đó, con này là JBL ST9620. Quay một vòng cho các bạn xem. Đấy, phần từ của nó cực kỳ bự, gấu luôn. Bên trong của nó là dòng thép không gỉ nha các bạn. Đây, cái họng ngoài của nó đây, phần kim loại không gỉ rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn và cảm nhận. Đây là mình đang lắp trên con phân tần T3 của chép này, rất là nặng nha các bạn. Đó, nó khoảng 3kg một con luôn các bạn, cầm rất là nặng tay. Củ từ của nó bự như này, nó sẽ cho cái giải âm thanh của tiếng chép giải cao nó được tái tạo cực kỳ hay, các bạn có thể nghe. Mình sẽ mở to một chút nhé. Loa chép này của nó có thể đối với các cái dòng âm ly khỏe 8 sò, 12 sò, 24 sò đều ok các bạn nhé. Mình có lắp thêm những cái con phân tần như này. Đó, phân tần T3 giúp tiếng chép nhuyễn hơn và nó khắc phục cái việc mà loa chép bị hỏng cháy trong quá trình mà mình sử dụng cái loa công suất nhé các bạn. Đó, các bạn yên tâm sử dụng, không phải khi lắp con phân tần này các bạn không lo chép nó bị hỏng nhé. Mình sẽ giới thiệu chi tiết một chút về cái dòng loa chép này. Đây, cực kỳ đẹp. Âm thanh của nó bén nhuyễn, toàn bộ con này nó như là một khối kim loại luôn các bạn. 3kg một quả như này các bạn nhé. Bình thường một con chép như các bạn thì nó chỉ khoảng vài lạng, có khi chưa đến 1kg. Con này của nó là 3 cân. Mình lắp phân tần T3
có cả tụ này, chở sứ này và cuộn cảm này, chống cháy được các bạn nhé. Đó. Đây là âm thanh của nó khi mà không có tiếng chép này. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Bình thường cái con bộ nghe nhạc này của mình nghe cũng âm thanh cũng khá ok rồi đấy, nhưng mà khi cho tiếng chép vào nó khác biệt hoàn toàn. Đó. Các bạn hát karaoke thêm tiếng chép này vào, phần lời ca của nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Mình nghe nhạc, tiếng chép của nó cũng nảy lên. Đó, rất là ok. Chống cháy rất tốt, các bạn có thể đánh với những dòng âm ly đẩy công suất cao, thoải mái. Đấy. Việc phối ghép của nó rất là đơn giản. Đó. Thì cái mình sẽ có hai cái đầu dây âm dương này, mình đấu thẳng vào cái cọc loa của âm ly hoặc là phía sau cầu loa của cái thằng loa chính đều ok nha các bạn. Đó. Ở đây thì mình đang đấu vào cái cọc loa rời và mình đánh cho hai kênh. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy tiếng chép vào nha các bạn. Đó. Thấy không? Rất là ok đúng không các bạn? Đấy. Mã của con này của nó nha các bạn này. JBL SV9620. Cực kỳ đẹp. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ với bên E-Way Bình Tân nhé. Số hotline là 0911 851 444. Sản phẩm này các bạn có nhu cầu khi đặt mua được sản phẩm ship code, các bạn được kiểm tra hàng, được thử hàng các bạn nhé. Ok, các bạn nhận. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn nào quan tâm liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.